10 năm MH370 mất tích và những tình tiết bí ẩn không lời giải. Xin chào các bạn khán giả, chào mừng các bạn đã cùng quay trở lại với D2T. Và năm nay là năm 2024, vừa đúng 10 năm kể từ khi bí ẩn về vụ án MH370 mất tích. Bất chấp những nỗ lực tìm kiếm của vô số quốc gia lớn nhất và được cho là tốn kém nhất trong lịch sử, thế nhưng cho đến nay bí ẩn lớn nhất của ngành hàng không vẫn chưa có lời giải đáp. Không để các bạn phải chờ lâu, ngay bây giờ hãy cùng mình nhìn lại những tình tiết trong vụ án chấn động một thời MH370 mất tích nhé. Có thể nói đây là một vụ án vô cùng xoắn não với những tình tiết bí ẩn. Thế nên để các bạn có thể hiểu rõ hơn thì đầu tiên mình sẽ tóm tắt sơ qua về câu chuyện MH370 của 10 năm trước. Cụ thể là vào ngày 8 tháng 3 năm 2014, chuyến bay MH370 cất cánh từ sân bay Kuala Lumpur thuộc Malaysia để đến Bắc Kinh, Trung Quốc với 239 người trên máy bay, bao gồm phi hành đoàn 12 người và 227 hành khách, hầu hết là người Trung Quốc và Malaysia. Mọi thứ diễn ra bình thường cho đến khoảng 40 phút sau đó, phi công nhận được hướng dẫn từ nhân viên kiểm soát không lưu từ Kuala Lumpur về việc chuyển tiếp không phận. Điều đáng nói ở đây, sau khi đã được hướng dẫn chuyển tần số, phi công điều khiển máy bay đã trả lời một cách lịch sự và bài bản: "Chúc ngủ ngon, Malaysia 370." Và đây cũng là lời nhắn cuối cùng từ chiếc máy bay về Kuala Lumpur trước khi biến mất. Ngay sau đó thì một cuộc tìm kiếm quy mô lớn đã được diễn ra với sự tham gia của rất nhiều nước. Tuy nhiên sau 1046 ngày dò tìm trên khu vực rộng lớn, chiến dịch đã bị dừng lại vì không có kết quả. Tính đến nay đã có 3 cuộc điều tra chính thức đã được tiến hành, bao gồm một cuộc tìm kiếm dưới biển do Australia dẫn đầu, một cuộc điều tra của cảnh sát Malaysia và mới đây nhất là một báo cáo điều tra chính thức về vụ tai nạn dài gần 500 trang được công bố vào năm 2018. Tuy nhiên, không có bất kỳ cuộc điều tra nào xác định được nguyên nhân máy bay biến mất. Lợi dụng điều đó thì một thám tử nghiệp dư Glenn Gibson, một luật sư đến từ Siles đã nói rằng họ đã tìm thấy mảnh vỡ MH370 trên các bãi biển ở Madagascar và Mozambique. Sau đó, trước vô số cáo buộc từ các tài khoản mạng xã hội, họ cũng phải im lặng. Thậm chí là những câu hỏi từ năm 2014 vẫn chưa trả lời được vào năm 2024. Rằng tại sao máy bay rẽ hướng dường như có kiểm soát về phía Ấn Độ Dương? Và quan trọng hơn là tại sao hai thiết bị theo dõi và liên lạc quan trọng trên máy bay lại im lặng? Một điều đáng nói ở đây nữa là trong suốt khoảng thời gian khi chuyến bay biến mất, vô vàn những giả thuyết rất khác nhau đã được đặt ra. Những giả thuyết này đi từ kịch bản một phi công đang âm mưu phá hoại đến việc chuyến bay bị một thế lực bất chính bắn hạ hoặc là biến mất và hạ cánh xuống một địa điểm tối tăm, cho đến việc máy bay có chứa hàng hóa nhạy cảm hoặc một hành khách có tầm quan trọng về chính trị. Một giả thuyết khác thì lại cho rằng cơ trưởng đã gặp phải một vấn đề như là hỏa hoạn hoặc là giảm áp suất đột ngột nên dẫn đến bi kịch này. Tuy nhiên hơn 10 năm trôi qua, những câu hỏi vẫn chưa được giải đáp, còn những giả thuyết thì vẫn tiếp tục nở rộ trên mạng để lấp đầy những khoảng trống thông tin. Mãi cho đến khoảng thời gian gần đây, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim cũng đã khẳng định rằng nước này sẵn sàng mở lại cuộc điều tra nếu có bằng chứng mới thuyết phục. Còn khi nào tìm được câu trả lời cho vụ mất tích bí ẩn này thì vẫn là một câu hỏi lớn. Ở thời đại mà công nghệ thông tin phát triển một cách chóng mặt thế này, việc đăng một thông tin giả để gây hoang mang dư luận là rất dễ dàng, nhất là đối với những vụ mất tích lớn như là máy bay MH370. Hiểu rằng là niềm khao khát được biết câu trả lời của các gia đình có những nạn nhân trong chuyến bay là rất lớn khi mà vô số cáo buộc và thuyết âm mưu được đưa ra trong suốt 10 năm qua. Thế nhưng, đứng trước một thông tin nào đấy, chúng ta cũng cần phải có cách nhìn đa chiều để tránh đặt niềm tin không đúng chỗ. Video đến đây là cũng hết rồi. Nếu như yêu thích video thì đừng quên đăng ký kênh và bấm chuông để nhận được những thông báo mới nhất từ nhà D2T nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.